lịch pin chín sì có hầu hầu đích đầy sơn lọc yên duy sơ lịch sử cây lâu cầu kinh dân hò phiên tố nhân lời tế cho xâm mô chỗ sĩ tha tâm đời hình đầy xâm mô linh nhân các chi bò linh chế sáng hồ tối chuyên bố đầu hành kinh bố yêu ngôi thân ngôi xin quay phu hỏi đâu hỏi linh tây cầu không hồn đi hít quá trong tiền siêu cứ sáng kiến tâm thiên phu phu sáng kiến ba hai lọc xì phát nhìn kiến ngó chiến châu hồ bàn đòi đông phong tâm sầu tan hồ kỳ bầu Trần Nguyên Soi. Chú huynh đệ, bữa nay các ngàn soi phải người tới nghìn tiếp bổ soi. Có bộ địa vị của người lại khác trước rồi. Chỉ là một trấn phủ nha nhỏ, đâu có thể sánh bằng địa vị của Trần Nguyên Soi. Một trấn phủ nha nhỏ hả? Có bộ chí hướng của người không nhỏ đâu, giả tâm của người cũng không ít đâu. Tại hạ xuất thân hàng gì, kém tài kém đức. Ngoài việc biết ghi lễ liêm sĩ các đạo nghĩa luân thường, còn các việc khác thật không biết gì hết. Đâu có thể gọi là có giả tâm, vốn không thể danh bằng Trần Nguyên Soái mà. Không sai, Trần Hữu Lượng này không phải đại thánh nhân gì, cũng không trung ca nghĩa đảm như là Chu huynh đệ vậy. Nhưng người sẽ thay đổi, trăng sẽ tròn. Mai này người bán rẻo Quách Nguyên Soái hay không cũng khó biết lắm. Quách Nguyên Soi. Trần Nguyên Soi. Nguyên Soi mạnh khỏe chứ? À, cảm ơn Bần Tâm. Mời ngồi. Mời. Lão Phu đã đỡ nhiều rồi. Anh à, Trần Nguyên Soi tuổi còn trẻ vậy mà đã thống lãnh đạo quân rồi. Thiệt là khiến Lão Phu vô cùng công phục. Cảm ơn Nguyên Soi, năm xưa đã tha cho tại hạ. Sở dĩ ta có hôm nay là nhờ Nguyên Soi mà thôi. Không dám, không dám. Hồi Tổng Quân. Ở đây có hai vạn lượng vàng, mong Nguyên Soái nhận lấy. Trần Nguyên Soái, hai vạn lượng vàng đó, Trần Nguyên Soái đã biểu hộ tướng quân đưa tới đây rồi mà. Ta tin là chắc Trần Nguyên Soái đã quên rồi. Hai vạn lượng vàng lần trước là do ta đã hứa trả nợ cho Nguyên Soái đó mà. Lần này hai vạn lượng vàng này là ta biếu cho Nguyên Soái đó. Nguyên Soái nhất định phải nhận lấy. Thưa cha, nếu đây là ý đẹp của Trần Nguyên Soái, hay là mình nhận lấy đi. Có cầu không công không ăn lộc. Lão Phù đâu có thể nào vô cớ mà nhận quà lớn của Trần Nguyên Soái như vậy chứ. Sao Nguyên Soái lại xa lạ với tại hạ như vậy chứ? Nguyên Soái tin ta mới tha cho ta, thì có ơn như là tái tạo. Có ơn như tái tạo, có cầu mang ơn người ta phải nhớ ngàn năm. Đó là hành vi của đại trượng phu chân anh hùng. Lão Phù vì quả khâm phục đại anh hùng cho nên nhận lấy vậy. Thật ra hai vàng lượng vàng nhỏ nhỏ này so với tài phúc của thiên hạ thì đáng gì đâu. Tài phúc của thiên hạ? Giang sừng gấm dốc, từ xưa tới nay có bao nhiêu anh hùng hảo hán lấy đầu người nhiệt quyết để đổi lấy mà vẫn không bao giờ hối hận. Nguyên Soái nói như vậy có nghĩa là Trần Nguyên Soái đã có hùng tầm xưng bá thiên hạ. Nguyên Soái lại nói chơi với tại hạ rồi. Thật ra Trần Hữu Lượng này tài đức gì mà dám độc chiếm thiên hạ? Quách Nguyên Soái là người nhân hậu, tiếng tâm lừng lẫy, mới là nhân tuyển duy nhất để làm hoàng đế. Trần Nguyên Soái đã quá khen Lão Phu rồi đó. Theo binh lực bây giờ của Lão Phu chỉ có thể cố thủ được Giang Bắc. Còn về việc tiêu diệt các thế lực của các phương xua đuổi giặc Hồ thì Lão Phu thì thấy chưa đủ sức được. Nếu như Quách Nguyên Soái không chịu làm hoàng đế thì là một tổn thất cho bá tánh thiên hạ. Nếu như Nguyên Soái đồng ý, tại hạ nhất định sẽ giúp một tay, giúp Nguyên Soái lên ngồi chiếc ngai vàng. Hay quá.
Chừng đó cha sẽ là hoàng đế, này ca sẽ là thái tử, còn con là nhị quan. Nhiều chuyện, chỗ này người không được xen vô. Nói chuyện thật vô phép. Nguyên soái, nhị công tử nói cũng không có gì là không đúng. Mà tuy trận nguyên soái nói cũng có lý lắm, nhưng mà chuyện này không phải việc chơi đâu. Lão phu nhất định phải bàn lại kỹ càng với thuộc hạ mới được. Cha, con không cần nói nữa. Cái chuyện này cha phải bàn lại với Nguyên Trường mới được. Trần Nguyên soái, hay là mời người ở lại tại xá vài bữa, chúng ta sẽ bàn kỹ lại nha. Tốt, vậy cũng tốt. Nguyên Trường, tại sao người lại thấy lúc này mình không thích hợp để liên quân chứ? Tại hạ thấy rằng Trần Hữu Lượng vốn không có ý đánh thiên hạ cho Nguyên soái đâu. Hắn chỉ muốn một lực lượng của Nguyên soái đã hoàn thành giả tâm của hắn mà thôi. Vậy bộ người tưởng ta già rồi lẩm cẩm, đến nỗi ai thật hay là ai giả ta cũng không biết hay sao? Thử hỏi trên thế gian này có ai mà không mưu mô xảo quyệt, ích kỷ tư lợi? Lần trước mình đã tha cho Trần Hữu Lượng dễ dàng, lần này không thể tái diễn chuyện xưa nữa. Mình có thể từ lúc hắn tự xa vào nó giết hắn đi, rồi xung quân tiến thẳng, vậy mới là thượng sách. Không được, ta nghĩ không cần làm như vậy đâu. Nguyên soái, nào, bây giờ mình xô quân đánh thiên hạ, đối với đôi bên đều có lợi, cùng lắm chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Nè, chỉ cần mình kết hợp lực lượng lại, sang bằng Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trần, Trần Hữu Định, Hàng Sơn Đồng, mấy thế lực này mình có thể chọi thẳng với chúng nó. Ta không tin Quách Tử Hưng lại thua cho Trần Hữu Lượng đâu. Quách Nguyên Soái, chỉ sợ rằng mặt ngoài là liên minh, thật ra hắn sẽ nuốt đi thực lực của Nguyên Soái. Ta tin là hắn không dám làm cho lão phu này bất lợi sớm đâu. Nguyên Soái, đã lỡ rồi không thể làm sai nữa. Cái chuyện liên quân quyết không thể được. Cũng tại Trung Nguyên Trường đứng giữa phá đám thôi. Con người của Trung Nguyên Trường không đơn giản đâu. Tuy hắn chỉ là một trấn phủ nho nhỏ, nhưng con người thông minh, hơn nữa khả năng quan sát rất nhạy bén. Có hắn ở bên cạnh Quách Tử Hưng, mình không dễ gì lấy được Hậu Châu. Không lẽ vì một Trung Nguyên Trường mà chuyện lớn của mình bị hư hay sao? Hay là mình lén giết nó đi. Nếu như giết hắn có thể giải quyết vấn đề, thì ta đâu có phiền não vậy. Tại sao vậy? Việc mình yêu cầu mình liên quân cho Chu Nguyên Chương đứng ra phản đối, nếu mình giết hắn dù thành công, Quách Tử Hưng cũng sẽ nghi ngờ mình mà. Lỡ như thất thủ thì sẽ là chuyện lớn đó. Vậy là không có cách đối phó với hắn sao? Vậy thì chưa chắc. Mình chỉ cần làm cho Quách Tử Hưng không tin cả Chu Nguyên Chương nữa là được rồi. Vậy thì Nguyên Soái có kế gì chưa? Ta biết được hai thằng con của Quách Tử Hưng như bất mãn với Trung Nguyên Trường lắm, nhưng bây giờ tay còn chưa có cái gì. Vậy không cần phiền não quá. Lần này Nguyên Soái tới Quách phủ ngoài việc liên minh còn mục đích khác mà. Quả nhiên là một đàn tranh tinh xảo. Tiếng đàn lại rất thanh thoát. Có ánh trăng đẹp vậy, một cái đàn tốt vậy, nếu không được nghe tiểu thơ đàn hát một bài thì thiệt là tổn thất lớn lắm. Nếu như Trần Nguyên Soái không chê bài thì em xin hát. Nghe tiểu thơ. Anh đã viết lời nhạc trong khúc nhạc của em rồi. Mối rìu qua mắt thợ, xin tiểu thơ chỉ dạy. Công công vì chi thiên hạ có khó thiếu niềm tâm không ta đâu một thế. Chú huynh đệ, sao khuya dài mà còn chưa ngủ? Ta nghe được tiếng đàn nên ra đây coi coi. Thì ra Chu huynh đệ cũng là người phong nhã và rành về âm luật hả? Anh à, ta có điều một bài nhạc cho Quách tiểu thơ, xin hãy phê bình giùm ta nha. Ê, anh kêu hắn phê bình thì chỉ mất công thôi. Tại sao?
Nói về chữ hắn còn biết chút đỉnh, nói về tôn tử binh pháp thì còn được. Nói biểu phê bình lời nhà thì hắn đâu có biết gì đâu. À, thì ra Châu huynh đệ không biết gì nhạc gì hết. Vậy thôi hết chuyện rồi, sẽ tự nhiên nha. Ta thì là càng già càng lẩm cẩm. Thì phải rồi, con ruột cũng không tin, mà đi tin người ngoài. Thế em thấy là Trương Nguyên Chương đó có tình chống lại với chúng ta đó. Chắc hắn đã ôm hận trong lòng, tức mình đã có ý đuổi hắn ra khỏi chỗ này rồi. Cho nên hãy có dịp thì nghĩ kế nhà thâu liền. Dễ dàng gì, cứ coi đi. Còn hắn làm chứ được bao lâu nữa? Em có cách hay sao? Không có. Vậy sao em nói coi hắn làm giữ được bao lâu? Chúng ta chịu nghĩ thử coi. Chịu nghĩ là có chứ gì. Ta có thể vô được không? À, Trần Nguyên Soái. Trần Nguyên Soái. Hai gì cũng được, không quấy ra hai gì chứ. À, không có. Mời tự nhiên. Xin hỏi có gì chuyện vậy? Không, ta thấy lâu nay chưa có dịp chính thức thăm viếng hai gì. Lần này mang quà lễ tới, mong hai vị công tử vui lòng nhận cho. Đại công tử. Bảo kiếm, chắc có lẽ địch lắm phải không? Đại công tử quả nhiên là sáng mắt. Hai cây kiếm này là vào thời Xuân Thu chiến quốc, do một thợ đúc kiếm giỏi đúc ra. Kiếm trong tay của đại công tử là kiếm trắng mộc. Cây kiếm này có lai lịch lắm, chỉ có người thông minh mới xứng đeo mà thôi. Còn cây kiếm trong tay của nhị công tử là kiếm Ngưu Trường. Cây kiếm này truyền từ lâu đời, dùng để hành thích hoàng đế đó. Nếu như chúng ta liên quân, ta nghĩ rằng chúng ta nhất định sẽ lập được những chiến công hiển hách. Vô ích thôi. Bây giờ cha của ta chỉ tính là của Trung Nguyên Trường, vốn không liên quan tới người đâu. Nói cũng phải, nhưng Nguyên Soái vốn là một người anh dũng quả quyết. Chỉ vì Trung Nguyên Trường đứng giữa phá đám thôi, cho nên Nguyên Soái mới bị mê muội như vậy đó. Thì phải rồi. Hai anh em chúng tôi vừa đang nói chuyện này, thật ra chúng tôi muốn liên quân với Trần Nguyên Soái lắm. Ngươi là người trọng nghĩa, giữ lời, lễ độ rộng lượng. Ta thì không hiểu tại sao cha ta lại tin Trung Nguyên Chương như vậy chứ. Cho nên giờ rồi ở ngoài ta rất bất bình cho hai vị. Thật ra hai vị mới là con ruột của Quách Nguyên Soái, sao ông lại tin người ngoài mà không tin hai vị chứ? Bộ mới cũng thấy như vậy sao? Thấy chứ. Dĩ nhiên là thấy. Nếu như để Trung Nguyên Chương làm đúng em rể của hai người, sao hai người chịu nổi chứ? Là em rể chúng tôi, không thể nào đâu. Bộ hai người không biết Trung Nguyên Chương đã thích Quách Cô Nương lắm sao hả? Hắn đừng có hồng. Thằng cười muốn lấy gì hắn? Bộ tự hắn là cái thứ gì chứ? Chuyện đời khó nói lắm đó. Ở lâu sanh tình, nếu như hai người không muốn chuyện này trở thành sự thật, thì hai người phải làm cho Quách Cô Nương và Quách Nguyên Soái không tin cậy hắn nữa. Trần Nguyên Soái có cách gì không ạ? Đây là chuyện nhà của hai vị, dù sao ta cũng là người ngồi không tiện xen vào. Ta chỉ thấy bất bình cho hai vị, cho nên mới nhắc nhở hai vị thôi. Thôi để cho hai vị tự nghĩ cách đi nha. Này, lần này mình có cơ hội rồi. Tiểu lòng tác giả là Xuân Phong. Cô mà cô bất khẩn thủ Nguyệt Minh Trùng. Công tử, ngươi lại ngủ không được hả? Công tử cũng ngủ không được. Ta thì không muốn đi ngủ lắm, lại bị Thiên Lang kéo ra giường sau để tâm sự. Nói thì thiệt ngủ không được. Bữa nay hai người đã làm gì đây? Công tử, ta không hiểu ý công tử muốn nói gì. Ta không hiểu hai người đã làm gì thì đúng hơn. Thiên Lang đã bắt tội ngươi sao? Đâu có. Có biết ta nói với ngươi, chuyện vừa rồi chỉ là sơ ý thôi. Vậy ngươi đừng có để trong bụng. Vậy sao? Vậy sao? Bây giờ có đàn ở giường sau đó. Nói buồn quá, bị ta vào phòng lấy cái đờn tranh ra để có đàn đó. Thử hỏi có làm phiền ta không? Công tử, xin chữ lời với cổ, nói ta không ngại đâu. Ta không có làm như ngươi đâu. Bây giờ ta phải đi. Thôi được, ngươi vào phòng lấy cái đờn canh cho cậu đi. Hả? À, công tử, bây giờ khuya như vậy rồi, tôi là đàn ông, một mình đi vào phòng của tiểu thư thật không tiện lắm. Cậu không có trong phòng mà sợ cái gì chứ? À, thôi được, ta đi với ngươi vào phòng của cậu.
rồi ngươi lấy cái đàn tranh để dừng sao cho cổ, để được chưa? Đừng do dự nữa mà, thôi đi đi. Vậy được, để tôi có cuốn sách nè. Cất sách gì nữa, sách này bộ ngươi biết đọc sao? Đi đi. Thiệt mà, con đánh mắt thấy mà. Hả? Nguyên Chương sao lại vô phòng của Thiên Lang? Rõ ràng là con nói bậy nói bạ thôi. Ta tin con đi, con chính mắt thấy mà. Giờ mà còn giỡn nữa hay sao? Chuyện của hai anh em còn tưởng đâu chả không biết sao. Xưa nay hai con đã có thành kiến với Nguyên Chương mà. Sau lần mình ở huyện Phát Sơn bị tập kích trở về nhà, cha lại mắng hai con. Hai con đã ôm hận trong lòng. Gần đây cha lại thăng Nguyên Chương làm trấn phủ, hai con thì càng ganh tị nữa, có phải không? Thưa cha, cha tin con hay không cũng được. Cha đi theo con qua đi. Nếu như không, thì đất và con còn chưa mụn mà. Thiệt sao? Hey, nhìn tới vậy lui, tao không thấy người có chỗ nào tốt cả. Tao tánh như Thiệt Thơ, Thiện Lan, dù đã mô phạm ai cũng không có việc, không yên đâu. Lần này thiệt may cho người đó. Ây giờ, chuyện gì vậy? Sao đau bụng quá? Công tử, mời lại nghỉ lát đi. Tao về lấy thuốc uống là hết ngay đó. Công tử, đây là tranh để ở trong. Ây giờ, thôi không được rồi. Công tử. Đi bao lên mà. Nếu cha biết hai con gạt cha, cha không tha cho hai con đâu. Chuyện đó cam lòng chuyện cha sự phật mà. Đi mau lên đi cha. Thưa cha, con thấy Trung Nguyên Chương lén vào phòng của Thiên Lang đó, không biết hắn có muốn làm gì đây. Hả? Con cũng thấy hay sao? Dạ phải. Đừng nói nhiều nữa, đi vào cha. Thì ra là đây. Trung Nguyên Chương. Thiên Thơ, sao cô lại ở đây vậy? Ta hỏi người ta sao ở đây thì đúng không? Người đâu? Người đâu? Thiên Thơ, xin đừng la lớn, xin nghe tôi giải thích đi. Cái gì mà giải thích hả? Tôi thì không biết cô ở đây mà. Người đâu? Thiên Thơ, xin nghe tôi nói, là đại công tử biết tôi tới. Tạm tại, tại sao đại ca của ta lại kêu người tới đây? Ta phải đi gặp cha ta mới được. Thiên Thơ, câu chuyện này là thật ra là... Thật ra là sao hả? Ủa chứ cha ta tốt cho người như vậy, mà ngươi lại làm ra chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy. Cha, ta coi kìa. Trương Nguyên Chương, ngươi thiệt là to kìa. Nguyên Soái, ngươi không cần nói nữa. Ta thiệt là không ngờ ngươi là thứ người như vậy. Ban đầu Thiên tướng nói với ta, ta cũng không tin. Nguyên Soái, tôi... Ngươi cái miệng. Thiên Lang là một cô gái đêm khuya như vậy làm rơm bẻ lên còn thể thống gì nữa chứ. Tất cả hãy tới thứ quần của ta. Thiên Lang, con thầy áo tới gặp cha. Dạ. Quách Nguyên Soái, xin nghe tôi giải thích. Giải thích gì nữa chứ? Lần này ngươi khó thoát tội rồi. Công tử, ngươi... Ngươi cái gì? Mọi người muốn nói ta là bị ngươi vô hồng của Thiên Lang hay sao? Cái miệng! Để lát nữa ta sẽ cho ngươi nói. Đi! Chết! Đâu đó câu chuyện này là như vậy. Cây đàn là đại công tử gài bẫy muốn hại Nguyên Chương mà thôi. Mong Nguyên Soái minh xác. Tắm bậy! Thiên Từ! Phải thật có chuyện này không hả? Cha à! Ta đừng nghe nó bậy bạ nha. Rõ ràng là hắn bịa chuyện mà thôi, còn muốn đồ ăn cho con đó. Đúng vậy, hắn lấy nhà phòng của Thiên Lang, cha chính mắt đã thấy mà. Cha định là đêm khuya như vậy lấy nhà phòng của Thiên Lang để cưỡng hiếp Thiên Lang. Nguyên Chương, lời của Thiên tướng có thật hay không? Nguyên Soái, tôi Nguyên Chương không phải là người có học, nhưng quyết không làm ra những chuyện bậy bạ như vậy đâu. Vậy với mấy lời này của người là có thể trút bỏ hết tất cả các tội lỗi của người hay sao hả? Con người của Nguyên Chương ra sao chắc Nguyên Soái cũng hiểu rõ lắm. Chuyện bị ổi như vậy Nguyên Chương quyết không làm đâu. Có câu nhìn bề ngoài không biết được lòng người. Đây chỉ là thường ngày người giấu giếm đóng kịch giỏi mà thôi. Không sai. Thưa cha, cha thường nói là Trung Nguyên Chương là người thông minh tuyệt đỉnh, còn tụi con thì ngu ngốc dại dột. Vậy thử hỏi làm sao gặp được Trung Nguyên Chương và phòng của Thiên Lang chứ? Cha,
cha nhất định phải xử dùm cho Thiên Lang đó. Thiên Lang nói đúng lắm. Thiên Lang là tiểu thư của nhà mình mà. Nếu như để hắn ăn hiếp xong mà cha lại bỏ qua như vậy thì cha đâu còn mặt mũi gì nữa chứ. Cho nên con thấy cha quyết không thể nào tha cho tên dâm tặc này đâu. Vô đi. Nghĩa phụ, là Tú Anh nhờ chú đại ca vào phòng của Thiên Lang đó. Tâm bậy. Là còn biểu Nguyên Trường vô trọng hay sao? Dạ phải. Vì chú đại ca sợ, nếu nói ra sợ cha sẽ trách con, nên ảnh không dám nói ra thôi. Cô nói tầm bậy. À, Tú Anh vẫn chưa nói hết, sao con nói là tầm bậy? Tú Anh, con nói đi, tại sao con lại làm như vậy? Tại vì con nghe được Thiên Lang nói là Trần Nguyên Soái có tặng cho cổ một cây đàn tranh. Con đột nhiên có nhã hứng, nên con nhờ chú đại ca vào phòng của Thiên Lang lấy cho con đàn thử. Tú Anh, bây em có biết chơi đàn tranh hay sao? Em chỉ muốn tập đàn thử thôi. Em không cần phải bên cho nó nữa. Em muốn tập đàn, tại sao không hỏi Thiên Lang mượn chứ? Mà lại bị Trung Nguyên Trường, một người đàn ông đêm khuya như vậy đi vào phòng của Thiên Lang lấy chứ? Rõ ràng là em nói láo. Chờ. À, làm sao Tú Anh mà nói láo được chứ? Tú Anh, thì ra là con muốn học đàn tranh hả? Dạ phải, nghĩa phụ. Tốt, tốt. À, Thiên Lang, một lát nữa con cho Tú Anh mượn cây đàn đi nha. Cha, cha thiệt tin lời của họ sao? Tin, sao lại không tin chứ? Cha đã hiểu rồi. Chắc con không muốn đem cây đàn do Trần Nguyên Soái tặng cho con cho Tú Anh mượn hả? Cha, cha nói sao thì sao đi. Tú Anh à, một lát nữa con qua bình Thiên Lang lấy cây đàn nha. Cảm ơn nghĩa phụ. Cha à, không cần nói nữa, mấy anh em con ra ngoài hết đi. Cha, cha đã nói rồi, các con ra ngoài đi, có nghe không? Dạ, dạ thưa cha. Nguyên Trường, người đứng dậy đi. Nguyên Soái, Nguyên Trường thật không có lòng ăn hiếp tiểu thơ đâu. Xin Nguyên Soái đừng nghe lời của họ. Ừ, ta rất hiểu. Đây chỉ là tụi nó ganh tị với người nên mới hãm hại người thôi. Cảm ơn Nguyên Soái tin cậy. À, nhưng mà có chuyện này ta phải hỏi rõ người. Ngươi phải trả lời ta một cách thật thà nha. Có phải là người chưa hề có ý xấu đối với Thiên Lang hay không hả? Hả? Không. Tốt. Ta tin tưởng người. Ngươi là một nhân tài tốt. Từ nay hãy ráng giúp đỡ ta. Ta nhất định không bạc đãi người đâu. Cảm ơn Nguyên Soái. Tú Anh, cảm ơn em đã giải vây cho anh. Chú đại ca cảm ơn em cái gì chứ? Em đâu có giúp được anh gì đâu. Em tin anh đi, anh thật sự bị hãm hại đâu. Dĩ nhiên là em tin anh rồi. Nếu như không, em đâu có nói láo để giúp anh chứ. Cảm ơn em quan tâm. Anh là chú đại ca. Thật ra Thiên Lang thiệt là xinh đẹp lắm chứ hả? Em chỉ xuống miệng hỏi vậy thôi. Tú Anh, anh cũng không cần phải giấu em. Vì tiểu thơ là thân vàng lá, còn anh là một người thôi, đâu có thể trèo cao chứ. Nếu anh nói như vậy, có nghĩa là sau này nếu có một ngày em được làm quan to thì anh sẽ cưới cổ phải không? Khờ quá, đâu có chuyện này chứ. Chú đại ca, thật ra đại ca và nhị ca xưa nay có thành kiến với anh. Em nghĩ họ không có bỏ qua cho anh như vậy đâu. Từ nay anh phải cẩn thận nha. Anh sẽ đề phòng cẩn thận. Cảm ơn.
Thế là mọi người mỗi số mà. Chuyện gì đây? Sao lại thời gian như vậy hả? Em nói không phải sao? Đại ca là anh em cứ nghĩ với chúng ta. Bây giờ đại ca thì làm trấn phủ, còn mình thì chịu khó dài dài. Gì đó? Ganh tị với đại ca hả? Không phải. Thật ra đại ca là người thông minh, là tốt với chúng ta. Anh làm trấn phủ là việc dĩ nhiên rồi. Sớm muộn Nguyên Soái sẽ thăng chức cho mình mà. Phải rồi, đợi khi nào anh không làm biển nữa, không xuống bếp ăn dụng nữa, thì Nguyên Soái nhất định sẽ thăng chức tranh thôi. Tôi đâu có ăn lá làm biển chứ. Chẳng qua là số mạng mỗi người một khác mà. Em cứ nhìn cớ đủ điều hết. Vậy em nói không phải sao? Đại công tử, nhị công tử đã gạt đại ca vào phòng của nhị tiểu thơ. Quách Nguyên Soái không thèm rầy la anh. Nếu như là mình hả, chắc phải làm thay giám rồi. Vậy thì phải rồi. Anh đâu có được như đại ca. Có Tú Anh cô nương biết trọng anh hùng, có con nuôi của Quách Nguyên Soái bảo đảm, làm sao có chuyện được chứ. Giờ cũng đúng. Ê, thôi đừng nói nhiều nữa, làm việc. Hả? Ê, vậy ca làm việc đi. Hai em đi trước đi, anh sẽ tới sau. Dạ, em đi trước nghe. Chắc cô bị người ta đuổi giết nên chạy tới nơi quan giả này. Khoai lang nướng đó. Cô không thấy đói sao? Ăn đi. Nóng lắm đây. Cảm ơn. Cô nương chỉ có một mình hả? Bây giờ thời buổi loạn lạc, một mình lên đường nguy hiểm lắm đó. Tôi biết. Không cần sợ, có đống lửa ở đây thú rừng cũng dám tới đâu. Tối nay con ngủ trong này nha, tôi ra ngoài kia ngủ. Nếu có gì thì gọi tôi là được rồi. Gì đệ? Đệ ca, em đang nghĩ chuyện gì? Có tâm sự sao? Không có gì. Còn nói không có, qua mặt không được anh đâu. Em đi làm việc nha. Đệ ca, anh đừng phụ lòng mong đợi của Tú Anh nha. Nguyên Soái, việc kết minh sao người không đích thân quyết định hả? Mà trông nhờ người ta vậy? Lão phu tuyệt đối không phải muốn nhờ ai hết. Chỉ là gì? Một người kế ít, hai người kế nhiều thôi. Cho nên lão phu mới cầm nguyên chương nêu ra ý kiến cho lão phu tham khảo mà. Chú huynh đệ, đệ không biết người có ý kiến gì về Quách Trần Hải họ liên quân hay không? Ta đã bàn với Nguyên Soái rồi, việc liên minh tạm thời không thích hợp lắm. Quách Nguyên Soái. Trần Nguyên Soái, ý kiến của lão phu đã quyết định. Ta nghĩ Trần Nguyên Soái không cần nói thêm nhiều nữa. Nếu như vậy thì chúng tôi xin cáo lui trước. Tốt, mời. Mời Trần Nguyên Soái. Mong là sau này mình có dịp hợp tác lại. Trần Nguyên Soái, Trần Nguyên Soái. Sao hả? Chuyện gì? Dạ không, tiểu thư nhà ta nói công tử đi không có từ dạ. Không biết từ phủ có phải tiếp đãi tướng quân không có chu đáo không hả? Không phải. Khi ta đi ta đã cho người báo cho Quách cô nương rồi. Gia đình của quý phụ đã nói Quách cô nương không có ở nhà, cho nên ta mới có lưu thôi. Dạ phải, tiểu thư nhà ta đã đi thắp nhang. Không biết công tử bỏ đi sớm, không có căn dặn người nhà. À nè, bây giờ tiểu thư đang ở ngồi tiểu đình, công tử có ra gặp cô hay không hả? Dĩ nhiên là đi. Làm việc chỉ lý thông truyền. Xin đừng khách sáo. Nghe chị Lý nói Quách cô nương tới lễ Phật cầu phước. Là em cầu xin với trời là phù hộ cho nhà Quách của em và nhà Trần của anh được kết giao hữu, không xâm phạm với nhau. Tại sao cô nương lại có nguyện vọng này? Tại vì xưa nay cha của em và anh mỗi người một phương, là có binh lực riêng của mỗi người. Hơn nữa cả hai đều có ý hùng bá trung nguyên. Em thiệt lo là sớm muộn sẽ có ngày đại quân chúng ta sẽ gặp nhau ở trên sa trường. Coi bộ ông trời không tiếp nhận lời cầu xin của tiểu thư nào. Anh muốn chiếm chỗ của cha em hay sao? Cô đừng hiểu lầm. Ý của tôi là vì có người đứng ra phá đám cho nên chúng tôi không thể kết minh với nhau được.
Anh nói vậy ý là gì hả? Tôi nói là chú Nguyên Chương. Chú Nguyên Chương? Vâng. Lần này tôi tới quý phủ, một là để thăm bệnh của Quách Nguyên Soái, hai là muốn tới gặp Quách cô nương thôi. Ba là để bàn việc kết minh với Quách Nguyên Soái. Nhưng mà tiếc là chú Nguyên Chương đứng ra cản trở, đã làm Nguyên Soái bị mê muội nhất thời, thì việc kết minh đành phải gác lại thôi. Chú Nguyên Chương cái tên lưu manh này, tối qua hắn đã... Hắn đã cái gì? Không có gì. Có phải đang hiếp cô không? Vậy tại sao cô không kêu Nguyên Soái giết hắn đi? Cha không những không giết hắn, còn tin những lời nguyện biện của hắn nữa. Ngày nào còn Trần Hữu Lượng này, thì tôi không để cho Chu Nguyên Soái ăn hiếp cô đâu. Thiệt hả? Thiệt mà. Muốn liên quân giữa Quách Tử Hân, thật ra còn có cách khác mà. Ý của Nguyên Soái là chỉ cần mình là bà con thì có thể liên quân được rồi. Vậy Nguyên Soái đã nghĩ tới chính sách hung hồn. Vô đi. Báo cáo Nguyên Soái. Có chuyện gì? Theo Tháp Tử về báo, đại quân của quân Nguyên đang tiêu diệt Minh Giáo. Bây giờ Minh Giáo đang xin cầu viện với các lộ nghĩa quân. Rốt cuộc triều đình đã không thể nhịn đám lưu manh ô hợp này nữa rồi. Nguyên Soái, mình có cần ra quân giúp đỡ hay không? Không cần đâu. Mình cứ ngồi coi diễn biến rồi mới quyết định sau đi. Quang Minh sẽ thắng đèn tôi, đau khổ chuyện quá cực lạc. Quang Minh sẽ thắng đèn tôi, đau khổ chuyện quá cực lạc. Quang Minh sẽ thắng đèn tôi, đau khổ chuyện quá cực lạc. Quang Minh sẽ thắng đèn tôi, đau khổ chuyện quá cực lạc. Chu Quân Nguyên kéo nhau áp tay, nhưng tất cả đừng có hốt hoảng. Tại vì Phật Nhi Na đã lâm phàm giáng thế, nhất định sẽ bảo vệ mình tai qua nạn khỏi. Có Phật Nhi Na phù hộ chúng tôi được tai qua nạn khỏi. Quang Minh sẽ thắng đèn tôi, đau khổ chuyện quá cực lạc. Giết hết bọn này cho ta. Dạ. Bác hòa thượng à, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ thiếu giáo chủ nè. Dạ, giáo chủ. Hãy chạy mau đi mau. Chạy. Đừng có quá đau lòng. Sau khi giáo chủ hy sinh, người sẽ là giáo chủ mới của Minh Giáo chúng ta. Bằng hòa thượng, tổng đại hạ bác chúng ta đã bị quân Nguyên tiêu diệt hết rồi. Bây giờ mình làm sao đây hả? Mình có chạy thoát được không hả? Người không cần lo lắng. Chúng ta ở vùng giang sông, còn có mấy dạng giáo chúng. Khi tới đó, họ sẽ ủng hộ người làm giáo chủ mới đó. Giáo chủ mới? Nhưng cái việc lớn nhỏ trong Minh Giáo ta chưa hề biết xử lý. Ấy là sau khi ta đăng gì, vậy sẽ khắc phục chúng đó. Bằng hòa thượng, thật ra ngươi đã cao trọng dục, cái chức giáo chủ này nên để ngươi làm mới phải. Ê, thiếu giáo chủ, cha của người là cháu tám đời của Tống Quyền Thủ. Sau khi ông chết rồi, người lên kế vị mới đúng. Sau này phản Nguyên thành công, xua đuổi giặc Hồ ra khỏi quan ngoại, người sẽ là hoàng đế Trung Hưng để khôi phục lại nhà Hán được. Thiếu giáo chủ thì không nên tự hạ mình như vậy. Phải có lòng tin đối với bản thân của mình, chuẩn bị cho đại nghiệp sau này của mình. Nhưng mà cơ hội đường các nơi của mình đã bị quân Nguyên tiêu diệt hết rồi. Đã chết biết bao nhiêu anh này, mình còn cơ hội thành công hay sao? Yên trí đi. Quang Minh sẽ thắng đèn tôi, đau khổ chịu quá cực lạc. Phật Ni Na nhất định sẽ phù hộ mình phản Nguyên thành công. Bằng hòa thượng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau khi mình tới Hoài Tây, sẽ chiêu mộ lại các giáo chúng, liên lạc các thế lực phản Nguyên,
thì có thể xua đuổi giặc Hồ rồi. Gần đây từ hữu lượng của Kỳ Thủy giết chết từ Thổ Quy, nắm binh từ Tộc. Tuy là người này có giả tầm khá lớn, nhưng cũng là một người có lực lượng và có cương thủ. Chỉ cần mình móc nối được người này thì có thể gia tăng thế lực phản nhân phục minh của mình. Vậy được bao qua thường, sau khi mình tới ngoài Bắc rồi, ông này lại xong hay lập tức đi thăm viếng Trần Hữu Lượng này nha. Báo cáo nguyên soái, có một người tự xưng là bà Hòa Thượng xin cầu kiến. Để ta giới thiệu nha, đây là con của Hàng Sơn Đồng, cố giáo chủ của chúng tôi Hàng Lâm Nhi. Người này đã kế thừa ngôi cha, đảm nhiệm chức vị giáo chủ của Minh giáo ta. Xin Trần nguyên soái chỉ dạy nhiều. Không dám. Xưa nay tại hạ rất kính trọng bà giáo chủ anh hùng cái thế, lần này ông bị nạn thì là mất đi một nhân tài. Anh à, đại sư từ xa tới thăm, xin hỏi có gì chỉ dạy? Thiên hạ đương kim, nhà Nguyên hiếp đáp ba tấm, dân chúng phải sống trong cảnh khổ lập thang. Năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi diệt môn có nói là chỉ cần Phật Liên Na giáng thế thì thế gian đèn tối sẽ được trở lại quang minh. Chính lúc này là lúc mà Phật Liên Na giáng thế, triều Nguyên sắp diệt, vua mới sắp lập. Chỉ tiếc là khói lửa khắp nơi, ai ai đều nắm binh tự trọng, chưa đều đoàn kết với các khối lực lượng, phối hợp lực lượng cùng nhau lật đổ nhà Nguyên. Bà đại sư, nói mấy lời nói này với tài hạ, ý của đại sư là Bần tăng muốn Trần Nguyên Soái gia nhập Minh giáo, cùng nhau lật đổ nhà Nguyên. Xưa nay Minh giáo có công rất lớn lắm, tài hạ cũng mong được ủng hộ Minh giáo phản nguyên phục tông. Nhưng mà tài hạ với Quách Nguyên Soái của Hào Châu là bạn thầm giao, chúng tôi như mồi dưới rằng sát cánh bên nhau. Ý của Nguyên Soái là nếu như Quách Nguyên Soái chịu gia nhập vào Minh giáo, tại hạ không có ý kiến khác. Được Quách Nguyên Soái gia nhập thì dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng mà tại hạ còn có một tâm nguyện là muốn cưới được con gái của Quách Nguyên Soái, Quách Thiên Lan làm vợ. Sau khi thành hôn rồi thì ta có thể chắc ăn thuyết phục được Quách Nguyên Soái gia nhập vào Minh giáo. Bàn đại sư đức cao danh trọng, nếu như ông tới Quách phủ làm mai cho ta, ta tin rằng chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần có thể xua đuổi giặc Hồ ra khỏi Trung Nguyên, dù là lên núi xuống biển, Bần tăng cũng không chối từ. Huống hồ chi là chỉ là việc làm mai thôi, Bần tăng nhất định sẽ tìm cách làm được. Vậy thì làm phiền đại sư. Tu Anh, người chết không thể nào sống lại được, em đừng quá đau lòng. Cha chết thảm thương quá, nếu em không đau lòng làm sao được. Thật ra anh cũng không phải tốt lắm đâu. Từ nhỏ cha mẹ của anh đã bị chết, anh không tìm chồng. Ai về mưa lớn đã lắp lại xác chết luôn, nên anh đã không có chỗ để phun đi. Mình chỉ có thể nói là cùng bệnh như nhau, nhưng mà ông trời cũng tốt với mình lắm. Trong lúc mình thấy cô đơn lạnh lẽo, đã có người bận tâm cho mình. Tú Anh, em yên đi, chỉ cần anh ngày nào còn sống, anh nhất định sẽ săn sóc cho em, không để ai biết. Thì sao? Anh có gặp em bữa nào chứ? Miếng ngọc này anh đeo lên đi, là do cha em tặng em hồi em còn sống đó. Ông nói là sẽ đem tới niềm may mắn, lúc trước em cũng không tin, nhưng mà lần này em có thể một mình chạy thoát được, bây giờ em đã tin rồi. Tú Anh, miếng ngọc bội này đem đến niềm may mắn cho em, sao em lại tặng cho anh chứ? Chỉ cần anh được may mắn thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Bàn đại sư đích thân tới làm mai thì khiến cho lão phu và tiểu nữ cảm thấy hân hạnh quá. Quách Nguyên Soái thiệt là quá khách sáo, Bần tăng cũng là bị người ta gửi thác mà thôi. Đây là chuyện trung thân của tiểu nữ, lão phu nhất định phải bàn với tiểu nữ mới được. Việc đám cưới không phải là việc trò chơi đâu, Quách Nguyên Soái cứ việc đem chuyện này bàn với con gái của người. Được, người đâu, lập tức đưa bàn đại sư và hoàng giáo chủ tới phòng khách nghỉ ngơi, chiêu đãi thật chu đáo nha. Dạ. Mời mời. Cha, là thiệt hả? Dĩ nhiên rồi. Cha, cho coi cái tướng vui mừng của nó, để cha không phải hỏi nó nữa hả? Con nói rồi mà, chỉ cần có người chịu lấy nó thì nhất định phải chịu gật đầu. Ai nói đó, bộ tưởng ai em cũng chịu sao? Vậy có nghĩa là em đi chung tình với Trần Hữu Lượng thôi phải không?
Con ngoan, sao hả? Con phải nói cho cha biết mới được chứ. Hả? Cha à, vậy mà cháu không hiểu sao? Ý của em Lan là muốn cha ra ngoài nó mới bàn hòa thượng đó. Con gái của cha sẵn sàng đi lấy chồng đó mà. Anh hai à, đây ca nhỉ ca. Sao hả, con lại nơi đây giờ rồi hả? Thật ra Tú Anh cũng tốt lắm chứ, đừng có đau lòng nữa nha. Hai người nói gì đây, tôi thật sự không hiểu. Không hiểu thì tốt hơn là hiểu, hiểu rồi sẽ thất vọng đó. Xin lỗi nha. Đi gấp như vậy là muốn nhìn trộm Thiên Lan hay sao? Hai người nói chuyện phải đàng hoàng một chút. Bây giờ chúng tôi nói chuyện không lễ phép sao? Chúng tôi nhắc nhở ngươi thôi. Nhắc nhở ta cái gì? Nếu ngươi muốn nhìn trộm Thiên Lan thì sẵn mấy bữa nay, nếu không thì sẽ hết cơ hội đó. Đúng vậy, Thiên Lan đã đồng ý gả cho Trần Nguyên Soái rồi. Sau này phòng của Thiên Lan cho ngươi ngủ luôn cũng được mà. Vậy tiểu thơ gả cho Trần Hữu Lượng. Cái gì? Ngươi thấy tiếc hay sao? Đúng rồi. Không thể được. Không thể được. Vậy tiểu thơ không thể gả cho Trần Hữu Lượng được. Xin nhìn xóa nghe tôi nói, vị tiểu thơ thật không thể gả cho Trần Hữu Lượng đâu. Ta đã nói với người rồi mà, đây là quyết định của Thiên Lan mà thôi. Nhiều khi cái làm cha này cũng phải tôn trọng ý kiến của con gái mình chứ. Trần Hữu Lượng không phải thật lòng thích vị tiểu thơ đâu. Hắn muốn nhờ sự tân hôn lần này để liên quân với Nguyên Soái, rồi sẽ nuốt lại thế lực của Nguyên Soái. Đây là chuyện nhà của ta, ngươi không nên xen vào. Đây không phải là chuyện nhà đơn giản vậy đâu, là có mục đích khác. Đây là một âm mưu. Nguyên Chiêu, xin ngươi xóa nghe tôi nói. Ngươi đã nói quá nhiều rồi. Ta đã nói rồi mà, đây không phải là quyết định của ta. Ngươi đi ra ngoài đi. Lại là ngươi à? Vì tiểu thư, tôi có thể nói vài lời với cô không? Cô nghe tôi nói đi. Trần Hữu Lượng không phải thật lòng thích cô đâu. Giả tâm của hắn quá lớn. Sở dĩ hắn muốn cưới cô là vì muốn chiếm đất đai của cha cô thôi. Người nói bậy. Người có tư cách gì mà nói mấy chuyện này trước mặt ta? Chuyện lần trước ta đã bỏ qua rồi, bây giờ còn tới gây chuyện nữa. Nhị tiểu thư, con hãy suy nghĩ đi. Người muốn ta suy nghĩ kỹ coi có nên gả cho người hay là gả cho Trần Hữu Lượng hả? Phế của người là vậy không? Người lập tức đi ra ngoài. Đi ngay.